Xin chào các bạn, mình là Phạm Hữu Dư. Mình đến từ vietdesigner.net. Hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn một tính năng mới trên Facebook. Đó là cách trả lời tự động các tin nhắn trên fanpage. Thì cái này á chỉ dành cho những bạn nào mà đang sở hữu và quản lý một cái fanpage và có nhu cầu là tự động trả lời inbox cho khách hàng. Thì nhiều bạn khi vào fanpage sẽ thấy cái thông báo này, thì các bạn chỉ cần ấn vào cái edit setting. Còn không, nếu không thấy á thì các bạn sẽ ấn vào phần setting ở góc phải trên cùng. Sau đó các bạn sẽ ấn vào cái tab messaging này. Ok, thì sau khi mà click vào rồi á, các bạn sẽ để ý cái phần dưới cái phần mà instant reply này nè. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải bật tính năng này lên bằng cách là tích vào cái dòng turn on instant reply này. Và khi em kích hoạt rồi thì các bạn sẽ chú ý bên góc phải thì có một cái ô. Cái ô này thì để các bạn gõ cái thông cái tin nhắn tự động mà các bạn muốn. Thì các bạn lưu ý là tin nhắn tự động này chỉ giới hạn trong 250 ký tự thôi. Thì ở đây thì mình có chuẩn bị một đoạn tin nhắn rồi. Mình copy ra đây. Lố hết ký tự rồi. Nó bị hai dòng. Rồi. Vừa đủ 250 ký tự luôn nè. Mình sẽ ấn lưu lại, save like. Thì tới đây có cái phần tùy chọn nè các bạn, cái này thì các bạn tự nghiên cứu ha, nó cũng đơn giản thôi. Ok, thì các bạn đã hoàn thành cái phần bật tính năng tự động rồi. Thì mình sẽ lấy cho các bạn một ví dụ về cái trả lời tự động này ha. Đây, ví dụ như các bạn này, khi bạn vừa mới nhắn inbox vào bay cộng đồng designer Việt Nam, thì ngay lập tức chưa đầy 1 giây sau thì có một tin nhắn tự động này, mình nó tự động trả lời cho cái người mà inbox cho bay này. Sau đó mình cũng tiếp tục khi mình có thời gian thì mình sẽ vào check và mình sẽ trả lời cho bạn ấy. Nếu như cái câu trả lời này chưa thỏa đáng. Thì cái tính năng này á nó các bạn thường là phù hợp cho một số fanpage, ví dụ như là fanpage bán hàng, shop bán hàng, nhằm mà cái mục đích đó là gửi một cái thông tin mặc định nào đó dành cho khách hàng khi mà họ inbox vào bay. Ví dụ như là thông tin là đại loại như là bảo họ chờ trong giây lát hay gì đó. Thì cái này á, nó sẽ giúp cho cái fanpage của mình trở nên chuyên nghiệp hơn. Thì cũng tùy fanpage, nếu fanpage mà có nhu cầu bạn có nhu cầu mà trả lời tự động á, thì các bạn bật lên như hồi nãy mình hướng dẫn. Còn không thì không cần thiết. Thì thật ra thì cái tính năng mà trả lời tự động này á, mình thấy là trước đây đã có người lập hẳn một cái phần mềm và bán cái phần mềm mà trả lời tự động cho fanpage nè. Thì bây giờ thì Facebook nó đã tự động tích hợp vào cái này rồi. Vừa mới tích hợp ngày hôm qua luôn. Ngày hôm qua là mình đã thấy cái thông báo này rồi nè. Đó thì hướng dẫn này thì kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Thì nếu các bạn mà thấy video này hữu ích thì các bạn ấn like ủng hộ mình ha. Còn nếu mà như chưa có subscribe channel YouTube của VietDesigner thì các bạn vào địa chỉ youtube.com/vietdesignernet này nè, để mà subscribe đăng ký theo dõi các video hướng dẫn của VietDesigner về đồ họa, về tùm lum hết, nói chung là có gì chia sẻ đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.